Ok chào anh em, hôm nay là gửi cho anh em ít mồi lô nha anh em. Thì đa phần những con mồi lô này là những con mồi lô đến từ thị trường Nhật, có những thương hiệu giống như là Lucky Cat nè, Shimano nè, bên đây là Duo, con này một con Daiwa thì Titan đó. Có những con mồi chuyên về cho anh em câu gần hoặc anh em có thể câu chẽm rất là ngon nha anh em. Rồi để mình lên cụ thể từng con mồi cho anh em xem. Shop bán hàng thì cho anh em kiểm tra hàng trước khi thanh toán, nếu hàng lỗi không lip shop lên á thì anh em gửi cho shop nhé. Rồi cảm ơn anh em. Rồi để gửi cho anh em mã số 1, thì mã số 1 gửi cho anh em là một con mồi crack nha anh em. Đây con này đến từ thương hiệu của hãng Lucky Cat đó, Mary Crack nè đó. Con này thì còn rất là mới, lử còn mới ngót luôn, có đầu bao lử luôn nè đó. Thì con này chuyên về cho anh em nào có cá lóc nha, cá lóc nè, cá hành, cá chả, và anh em câu chẽm, câu kẽm, câu cá măng rất là ngon nha. Anh em lua thì nó sẽ đi nước, con này lắc dữ lắm nha anh em. Đó, siêu lắc luôn. Đó, hàng ngoại hình rất là đẹp nha. Con này có thể nói là chưa sử dụng luôn, đó, rất là đẹp. Thì con này nó dài sẽ là 45mm nha anh em, nặng sẽ là 5.2g. Đó. Và con này nó lặn á, lặn được là 80cm nha anh em, lặn được 80cm. Tùy theo mà anh em kéo chậm kéo nhanh á thì nó sẽ lặn chậm lặn nha, lặn sâu hơn một tí. Mà lặn mát của nó chỉ được 80cm thôi nha. Đó, anh em kéo từ từ thì nó sẽ đi lại mặt nước, nó lóc, nó thu hút cá lóc rất là nhiều nha anh em. Đó, cái này thì anh em đánh mấy cái vuông tôm nào mà người ta bỏ quan á, đây đánh cá lóc ngon lành. À, anh em đánh cá cháp thì anh em đánh ở trước miệng cống nha, con này đánh rất là ngon. Rồi giá công khai con số 1 giá sẽ là 85k nha anh em. Tiếp theo con mà lô số 2, đây con số 2 thì chuyên về cho anh em là câu chẽm nè, câu măng, câu nhồng đây. À, con này thì đã qua sử dụng này, nó có chèn một tí nè. À, phản quang của nó thì còn rất là tốt nha anh em, xịn sò. Đây con này thì nó có tên, đây tên nó sẽ in trên cái thìa trên đây anh em. Đó, đây Murat gì nè anh em. Đó, con này mà con Minao Awa Pack. Đó, thì anh em cần á, mình sẽ để cho anh em gửi cho anh em cái tên và cái action con này luôn. Đó, con này đánh rất là đã nha. Thì con này nó dài sẽ là 85mm nha anh em, dài 85mm, nặng sẽ là 4.5g. Và con này nó sẽ đi lửng nha, nó đi lại mặt nước thôi. Đó, thu hút cá quá nhiều, đánh chẽm các bị im nha. Đó, nặng chỉ 4.5g thì anh em có thể câu hoàng đế cũng được, rất là ngon. Rồi giá công khai con số 2 giá sẽ là 85k luôn nha nè, 85k con số 2. Tiếp theo con số 3, số 3 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Olympic. Đây một con Olympic nội địa Nhật nha. Đây con này thì mới 100% nha anh em. Đó, mới 100%. Thì con này nó sẽ là một con mồi nổi nha, con này nổi. Và con này nó dài sẽ là 83cm nè, 8.3cm, nặng sẽ là 12.2g. Đó, con này thì đánh chẽm nha. Nhưng mà thật sự thì con này thì về cái giá trị sưu tầm nó rất là cao nha anh em. Đó, cái lời thì rất là xưa rồi. Đó, mà còn mới 100% thế này thì nên về để sưu tầm nha. Đây, bản quan cũng còn rất là xịn nha. Đó, giống như cái lớp kim cương nó để trong nè, rất là đẹp. Rồi giá công khai mã số 3 giá là 105k nhé, 105k mã số 3. Tiếp theo mã số 4, mã số 4 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Shimano. Đây một con Shimano nha anh em. Đó, đây phản quang nó thì xịn sò rồi. Đó, thì con Shimano này thì là một con Shimano cho anh em đi lửng nha, con này đi lửng. Đó, con này thì anh em đánh cái đầm nào sâu sâu tí thì vì con này nó lặn được là 1m3 mà nha anh em. Đó, con này lặn được 1m3. Con này chuyên về cho anh em câu nhồng, câu cá măng, cá chẽm ngon lành nha, ngoại hình rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt, thu hút cá rất là nhiều nha anh em. Mấy con phản quang này thì thu hút cá khỏi chê. Thì con Shimano này nó dài sẽ là 8 sẽ già, con này dài sẽ là 95mm nha anh em, dài 95mm, nặng sẽ là 9.5g. Rồi con này đi lửng, lặn mát được 1m3. Rồi giá công khai con Shimano con mã số 4 giá sẽ là 95k nha anh em, 95k mã số 4. Tiếp theo mã số 5, mã số 5 gửi cho anh em là một con mồi của hãng
Ancret gì đó anh em. Đó, con này mình search trên mạng thì có nó tên là Ancret Mino. Đó. Tên của nó đây anh em. Và con này rất là xịn nha, phản quang nó cực kỳ tốt. Mồi họ làm cũng rất là đẹp. Đó, con này nội địa nha anh em. Phản quang cực kỳ tốt nha. Con này thì chiên chẽm chim nhồng nha, nó chiên chẽm chim nhồng câu cá măng. Đó. Con này đánh măng rất là ngon nha anh em. Đó. Phản quang xịn sò, để xuống nước là khỏi chê. Thì con mã số 5 này thì nó dài sẽ là 100 mm nha nè. Ồ. Mà. Dài sẽ là 100 mm, nặng sẽ là 9 g. Đó, con này nổi. Và con này nó kênh em kéo nhanh thì nó sẽ lặn được là từ 20 đến 50 m nước. Từ 20 đến 50 cm nha anh em. Từ 20 đến 50 cm. Thì con này dạng cũng nặng đi lửng đi là mặt nước. Rồi, giá công khai con số 5. Giá sẽ là 115k nha anh em, 115k. Một con mồi rất là đẹp nhá. Tiếp theo con số 6. Con số 6 lên cho anh em một quẩn là một con cà rắc nha anh em. Đây cà rắc. Đây, con cà rắc này thì nó sẽ là một màu vàng đồng. À, màu phản quang cực kỳ tốt. Đây, tên của nó rõ ràng là Berry Rắc. À, con này của hãng Lucky Cat. Con này quẩn là chuyên về cho anh em nào câu cá hanh, cá cháp, không thôi anh em câu lóc nha anh em, hanh cháp và anh em câu lóc rất là ngon. Đó. Thì con này nó dài sẽ là 43 cm, nặng sẽ là 4.8 g. Đó. Nó dài 43 mm, nặng sẽ là 4.8 g. Và con này nó lặn được là 50 cm nha anh em, lặn được 50 cm. Đó. Tùy theo cái anh em mà anh em kéo nha. Đó, cái option của đó. Rồi, giá công khai mã số 6, giá sẽ là 85k nha, 85k mã số 6. Tiếp theo mã số 7. Mã số 7 gửi cho anh em một con mồi của hãng Jacko. Đó. Đây. Jacko 3 nhìn anh em. Đây. Tên của nó đây. Đó. Nó đây, tên đây nè. Đó. Thì con Jacko này chuyên về cho anh em câu gần nha. Đó, câu gần. Đó, con này dạng sát thủ gần luôn á. Đó, mấy anh em nước ngoài nói thế này. Đâu vậy? Ngoại hình thì có xe xác rồi. Đó, con này cũng bắt rất là nhiều cá nha anh em. Thì con giác cò này thì nó sẽ dài sẽ là 80 mm nha anh em. Dài 80 mm, nặng sẽ là 22 g. Đó, con này chuyên cho anh em câu gần. Đó. Anh em câu đập thiên điện. Đây, nó đây, con này. Con này thì nó còn cái man ý có lên theo mồi nữa nè. Đó. Ngoại hình thì có xe xác nhưng mà action thì đảm bảo cho anh em. Con này rất là xịn nhá. Rồi, giá công khai con Jacko, con mã số 7, giá sẽ là 100k nhé. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 gửi cho anh em là một con Daiwa. Đây, con này xịn sò nha anh em. Đây, cái thìa của nó sẽ là bằng thìa bằng Titan nhé. Đó, rất là xịn nha. Đây, Titan. Đây, phản quang con này cũng rất là ngon. Đó. Con này chiên chẽm chiên cá măng cá nhồng nha anh em. Đây, rất là đẹp, phản quang rất là đẹp. Lưỡi con bao luôn, lưỡi cũng rất là đẹp. Một con hàng của Daiwa Mino. Đó. Thì con Daiwa này thì nó dài sẽ là 90 cm nha anh em. À, dài sẽ là 90 mm, nặng sẽ là 10 g. Và con này nó lặn mát được 30. Con này lặn mát được 3 m nha anh em. Đó, con này lặn mát được 3 m. Thì con này anh em có thể câu gần, câu kè. Đó, anh em câu đầm thì anh em tùy theo mà cái sinh á, anh em kéo á thì nó sẽ lặn sâu, lặn vừa vừa nha anh em. Đó. Thì Titan này nó cài nó gà đá nha. Đó, thì này rất là xịn luôn. Đó, con mồi rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 8, giá sẽ là 115k nha anh em, 115k mã số 8. Tiếp theo mã số 9. Mã số 9 thì gửi cho anh em là một con mồi của hãng Duo. Đó, một con Duo hàng xịn nha anh em, một con Duo cho anh em câu gần. Đây, những con đầu đỏ thế này thì hút cá rất là nhiều. Đây, phản quang đây, xịn sò nha anh em. Phản quang của hàng Duo này cỡ bàn rất là xịn. Thì con Duo này thì nó dài sẽ là 120 mm nha anh em. Dài 120 mm, nặng sẽ là 16 g. Chuyên về cho anh em câu gần nhé, câu gần. Đó, câu đập thiên điện. Đây. Ngoại hình con này thì rất là đẹp và xuất sắc rồi, không còn gì phải bàn. Phản quang thì quá ok. Đó, một con Duo hàng nội địa.
Rồi giá công khai con đua này thì nó sẽ là 130k nha này, 130k mã số 9. Tiếp theo lên đây, đến đây sẽ là mã số 10. Mã số 10 thì vẫn là một con mồi cho anh em câu gần đây, vẫn là một con hàng của hãng Jacko này. Jacko này xịn nha anh em. Đó. Anh em kéo á, nước sẽ bắn ra hai bên mang nè, nó tạo rất xinh đó, cả thấy nó sẽ được theo lên. Phản quang con này cũng còn rất là tốt nha, rất là ngon, ngoại hình thì tương đối ok. Thì con sóc cồ này thì nó dài sẽ là 85mm, nặng sẽ là 22g, ngoại hình tương đối ok. Rồi giá công khai mã số 10, giá vẫn vậy nha nè, giá vẫn là 105k, mã số 10 105k. Tiếp theo mã số 11. 11 thì chiên về cho anh em câu gần, cho anh em câu gạn, dạng cho anh em dạng đánh mà đánh trên thuyền anh em. Đây nó đây. Thì đây là một con mồi của hãng Tuckle House nha nè, Tuckle House. Thì cái hãng này thì rất là nổi tiếng ở Nhật. Cái phe của nó họ làm này rất là chắc nha anh em, rất là xịn. Đây. Nó đây. Đó. Phản quang thì rất là tốt rồi, xịn sò. Con Tuckle House này thì nó sẽ nặng là 45g nha anh em. Đó, cho anh em cầu bóp binh nè. 45g này thì chiên về gần này. Đó. Phản quang đây nè. Phản quang của họ hàng Tuckle House thì khỏi bàn, rất là xịn nhá. Nó dài sẽ là 105mm nha anh em. Dài 105mm. Và giá công khai mã số 11, giá là 130k nha anh em. 130k mã số 11. Tiếp theo mã số 12. Mã 12 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa nhé. Đây, con Daiwa. Đây, con Daiwa này sử dụng thì vẫn là thìa titan nha anh em. Đây, thìa titan. Ngoại hình thì rất là đẹp này. Nói chung thì con này nói chưa sử dụng thì vẫn có thể nói được luôn. Đây, ngoại hình phản quang thì rất là đẹp nha. Lưỡng thì còn bé ngót luôn nha anh em. Đó. Quá ok con mồi. Thì con đai qua này thì nó dài sẽ là 70mm cho anh em, 70mm, nặng sẽ là 6g thôi nhé. Đó, con này thì cho anh em lô chẻm ngon lành, lô chẻm thôi anh em câu cá măng, cá măng, cá hồng, cá liềm nhé. Con này nó lặn mát của nó được sẽ là 2m5 nha anh em, lặn mát được 2m5. Rồi, giá công khai mã số 12, giá là 115k nha anh em, 115k mã số 12. Tiếp theo mã số 13. Mã 13 gửi cho anh em một con mồi của hãng Gabala. Đây, con mồi này là mới 100% nha anh em, mới 100%. Đó. Con này vẫn là chuyên về cho anh em câu rên, câu gặn, câu bờ kè. Đó. Anh em câu đầm thì mấy con này thì anh em có thể câu mấy con cái đầm nào mà nó sâu sâu tí. Từ con này, mấy con này nó lặn rất là sâu nha anh em. Đó. Thì đây một con Gabala, nó dài sẽ là 7.2cm cho anh em, dài 7.2cm, nặng là 12g. Và con này nó lặn từ 2m1 đến 4m5m nước nha anh em, từ 2m1 đến 4.5m. Đây. Mồi rất là đẹp nha anh em. Đó, mồi của hãng Gabaga, hàng rất là xịn nhá. Đó. Tem đầy đủ. Rồi, giá công khai mã số 13. Giá công khai mã số con Gabala này mã số 13. Giá là 105k nha anh em, 105k mã 13. Tiếp theo mã 14. Mã 14 thì lên cho anh em khoảng một con mồi của hãng Yuyugi anh em. Đó, đây, con Yuyugi nè, tên của nó đây anh em. Đây, con mồi này hình như là một con 3D nha anh em. Đó. Cái thanh này trong nó phản quang rất là ok nha. Góc nào nó cũng phản quang được. Đây. Thì con này rất là đẹp à. Con này nó sẽ nổi nha anh em, con này nổi. Và con này nó dài sẽ là 111mm, nặng là 11g. Con này về cho anh em câu kè. Câu kè, câu chẽm ngon lành nhá. Câu chẽm, câu măng, câu nhồng. Mồi mới 100%, lưỡi còn bé ngót luôn nè. Đó. Chưa tháo, chưa phui hết nha anh em. Đó. Dạng mồi của Nhật. Phản quang rất là tốt. Đó. Dạng con này giống con Yuyugi 3D rồi anh em. Đó, mồi rất là xịn nhé. Rồi, mã số 13. Dạ.
mã số 14, giá công khai là 145k nha nè, 145k mã số 14. Tiếp theo mã số 15. 15 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Kencat nha nè. Đây, một con mồi của hãng Kencat Seabass 9 mưng. Mồi này vẫn là mồi mới chứ phần trăm nhé. Tính thời điểm này thì mấy con mồi này còn thì nó rất là hiếm rồi. Đó. Trên thị trường không có luôn. Rất ít khi gặp. Thì con này thì nó sẽ là một con mồi. Để mình xem con này là một con mồi nó nổi nha nè. Con mồi nổi. Nó nặng là 12g, nó dài sẽ là 90mm đó. Đây. Mồi rất ok nhé, phản quang con này thì ngon lành, mới 100% mà đó. Rồi giá công khai một con mồi cho anh em đúng nghĩa về cho anh em sưu tầm. Rồi giá con 15, giá là 105k nha nè, 105k con 15. Tiếp theo 16. 16 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Tackle House đó. Thì con 16 này là nó làm bằng gỗ nha nè. Con 16 làm bằng gỗ và hàng rất là đẹp. Đây, phản quang đây. Xịn sò, lưỡng thì còn mấy ngót. Đây. Rất là đẹp nha anh em. Con làm bằng gỗ. Thì con này về cho anh em câu lua thì anh em có thể câu chẽm nhé. Câu chẽm, câu măng, câu nhồng, câu cá hồng. Cho anh em về câu đầm. Thì con tắc cổ hoa này thì nó dài sẽ là 110mm cho nên, dài 110mm, nặng sẽ là 5.5g, đó, rất là nhẹ nhé, vì con này làm bằng gỗ mà, đó, ngoại hình thì màu thì rất là đẹp, phản quang cực kỳ tốt, đó, rồi, giá công khai mã số 16, giá sẽ là 105k nha nè, 105k mã 16, tiếp theo 17. 17 để cho anh em một con mồi của hãng Daisu, Daisu Tarret. Đây, tên của nó đây nè. 65SB. SB là con này đi lửng nha. Mấy con mồi đi lửng la la trên mặt nước này thì cá nó rất là thích nha. Mà phản quang con này cũng rất là đẹp, rất là xịn. Đây. Phản quang con này còn gì bằng nữa nè. Rất là xịn nha. Thì con Raisu này thì nó sẽ dài sẽ là 85mm nha nè. Dài 85mm, nặng sẽ là 6g. Và con này nó đi lửng nhá. Và con này nó lặn mát được chỉ có 40cm thôi nha nè. 40cm đó. Lặn cũng là lửng lửng chứ không có sâu lắm. Con này về cho em chiên chẽm nha. Chiên chẽm, chiên măng đó. Rồi, giá công khai mã số 17, giá sẽ là 85k, mã số 17. Tiếp theo mã số 18. 18 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Thì đây là một con Daiwa Seabass Hunter. Đây. Hàng rất là xịn nhá. Hàng xịn và mới. Phản quang thì ok, xịn sò. Đó. Con này dạng cũng chuyên về cho anh em dạng đánh kênh, đánh kè rồi. Đó. Hôm nay anh em câu đầm, câu cả măng, cả nhồng, cả chẽm. Ngon lành. Ngoại hình tương đối ok nha anh em, sạch sẽ đẹp nha anh em. Đó. Thì con này nó dài sẽ là 95mm, nặng sẽ là 13g. Và con này nó sẽ đi chìm nha anh em. Đó, con này đi chìm, có bi trợ lực nè, chi mới bi trợ ném. Đó. Ngoại hình rất là đẹp. Rồi, giá công khai mã số 18, giá là 95k. Tiếp theo mã số 19. 19 gửi cho anh em là một con mồi của hãng Daiwa. Đây. Đây là một con Daiwa Satiga nha anh em, một con Daiwa Satiga. Thì con này thì chuyên về cho anh em câu gần. Đó, đây, lưỡng nó còn mấy ngót đó nè. Đó. Lưỡng, cặp lưỡng này thì nó bộn tiền nha anh em, bé ngót luôn, rất là đẹp. Phản quang rất là tốt. Đó. Con này thì nó đánh theo kiểu là Benlin nha nè. Đó, đây, đánh theo kiểu Benlin. Kéo nó sẽ nước sẽ bắn hai ra hai cái mang này nè. Đó. Xin em kéo nước sẽ bắn ra hai cái mang. Đó. Rất là thô cá. Dạng đánh búp binh. Ngon lành nha anh em. Lưỡng nó rất là bén. Mình gời là dính liền luôn. Thì con đây qua Satiga này thì nó nặng sẽ là 21g nhé, chuyên về cho anh em câu gần đó, câu gần câu kè. Dài sẽ là 125mm. Đó. Màu rất là đẹp,
Rồi, giá công khai mã số 19, giá sẽ là 125k nha anh em, 125k mã số 19. Tiếp theo lên đây. Lên đây mã số 20. 20 gửi cho anh em là hai con mồi của hãng Gabala. Đây. Hai con mồi Gabala. Đó, mồi full hợp nhá, mồi mới cho phần trăm. Thì hai con Gabala này nó cùng màu luôn. À, rất là ok nhá. Thì con này nó sẽ dài sẽ là 10.4 cm, nặng là 10 g, và con này nó lặn được từ là 1.2 đến 2.4 m nước nhá. Đó. Thì con này vẫn là dạng chiên chẽm á, chiên chẽm chiên nhồng. Đó. Chiên cá măng. Mấy Gabala này thì rất là xịn nhá. Hàng mới cho phần trăm. Rồi, giá công khai mã số 20, giá là 105k nha này, 105k mã 20. Tiếp theo mã 21. 21 thì vẫn là một con Gabala. Con này thì nó là hai khúc nhá. Đó. Con này thì nó lắc cực kỳ luôn nha anh em. Đó, câu thì nó lắc cực kỳ. Rất là thốt cá. Thì con Gabala này thì nó dài sẽ là 9 cm nha anh em. 9 cm, nặng sẽ là 7 g. Và con này nó lặn được là mát của nó sẽ được 2m1 nha. Đó. Phạm vi hoạt động của nó là từ 1.5 đến 2m, 2.1m nước. Đó. Mới cho phần trăm thì anh em yên tâm, ngoại hình rất là đẹp nha. Rồi, giá ông khai mã số 21, giá cũng là 105k. Tiếp theo mã số 22. 22 thì mình ở đây mình sẽ có 4 con duo. Đây, duo hàng Nhật nhá. Hàng từ thị trường Nhật về. Thì 4 con duo này nó sẽ nặng là 10 g, 15 g nha anh em, nặng 15 g. Và con này nó sẽ sinking đi chìm. Đây. Đó. Duo này thì nó dài sẽ là 60 mm, nặng là 15 g. Đó. Dạng cho anh em câu dít nè, đó, dít và anh em lure. Đây. Đó, mấy con này dít điển lure thì khỏi chê. Đây. Rất là đẹp nha. Hàng duo này thì anh em yên tâm về cái phản quang của nó, rất là xịn luôn. Đó. Để mình lấy một con ra cho anh em xem. Ở con này. Con màu hường này đi. Đó. Phản quang mấy đồ này rất là xịn sò, rất là hốt cá. Đây, con này là mới trong phần trăm nha, rất là đẹp, còn chè đâu được. À, rồi giá công khai mã số 22, một con này giá là 120 nha em, 120 một con. Này là 15 g nhé, 15 g, hàng duo, hàng rất là đẹp nhé. Rồi, đó là tổng cộng 22 mã mồi lua lên cho anh em hôm nay. Nếu anh em ưng con nào có thể chốt để shop, hội shop tự động liên hệ với anh em nhé. Rồi, cảm ơn anh em.